tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về thủ tục báo giảm lao động. Các trường hợp và thực hiện báo giảm lao động theo quy định tại khoản 1 điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội chuyên quản bằng văn bản khi có sự thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp cần phải thực hiện báo giảm lao động thì sẽ bao gồm: thứ nhất là doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Thứ hai là người lao động nghỉ ốm đau thai sản trên 14 ngày trong tháng. Thứ ba là người lao động xin nghỉ không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Và thứ năm là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động. Và hồ sơ báo giảm lao động theo điều 23 quyết định 595 quyết định của Bảo hiểm xã hội thì hồ sơ báo giảm lao động sẽ bao gồm: thứ nhất là tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu TK1/TS. Thì mẫu này tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ở phần báo tăng lao động rồi, các bạn có thể lấy mẫu đó để chúng ta điền thông tin. Thứ hai là tờ khai đơn vị tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu TK3/TS. Và thứ ba là danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mẫu D02/LT và bảng kê thông tin mẫu D01/TS và số lượng hồ sơ là một bộ. Ở đây có mẫu tờ khai đơn vị tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu TK3/TS. Thì tại trong phần bảng lương tháng 1 của các giáo trình tại mục tải về cũng có mẫu TK3/TS. Các bạn có thể tải về để chúng ta điền thông tin vào. Còn nếu như mà bạn nào không tham gia khóa học tại Kế Toán Việt Hưng mà muốn tham khảo mẫu TK3/TS thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp đến Zalo 0988 680 223 để bên Kế Toán Việt Hưng sẽ gửi cho các bạn mẫu này. Trên mẫu TK3/TS thì các bạn cũng điền đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp các bạn vào. Các bước mà thực hiện báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử thì ở đây tôi vẫn sử dụng Vin Bảo hiểm xã hội. Tại đây tôi vẫn chọn vào mục 600, tôi nhấn vào dấu cộng để tới thêm. Tại mẫu D02/LT chúng ta muốn giảm lao động nào thì các bạn tích vào lao động cần giảm, sau đó chọn vào giảm lao động. Nếu như chúng ta muốn giảm lương thì chúng ta sẽ chọn vào là giảm lương. Ở đây tôi giảm lao động thì tôi chọn giảm lao động. Và trên các thông tin của người lao động cần giảm, ô nào màu đỏ thì các bạn sẽ cần phải điền đầy đủ các thông tin vào. Nơi làm việc chúng ta điền là công ty Việt Hưng, tôi ví dụ thế, chính là tên công ty các bạn. Tiếp theo đến phương án điều chỉnh, ở đây tôi là báo giảm. Nếu như mà chúng ta giảm hẳn thì các bạn chọn giảm hẳn, còn giảm do chuyển đơn vị thì các bạn chọn giảm do chuyển đơn vị, còn các trường hợp giảm khác thì các bạn lựa chọn sao cho phù hợp với lần mà các bạn thực hiện ghi giảm lao động. Tiếp theo là hợp đồng quyết định, ở đây chúng ta sẽ căn cứ vào quyết định thôi việc để chúng ta điền các thông tin vào phần cột hợp đồng quyết định, số ngày ký chúng ta điền vào. Ở đây trong trường hợp là quyết định thôi việc, còn nếu quyết định tạm thời nghỉ việc chẳng hạn thì chúng ta cũng căn cứ vào quyết định đó để chúng ta điền số ngày. Không còn ô nào báo đỏ nữa thì các bạn sẽ nhấn ký gửi bảo hiểm. Lúc này chúng ta sẽ nhấn vào lưu. Sau đó tôi sang mục D01/TS, tôi tích vào lao động báo giảm, nhấn vào chọn lao động. Tại đây các bạn cũng lại điền các thông tin vào bao gồm tên loại văn bản, tôi sẽ căn cứ là quyết định thôi việc, số hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực. Đấy, chúng ta căn cứ vào quyết định để điền. Cơ quan ban hành văn bản là công ty các bạn. Trích yếu văn bản là quyết định thôi việc. Trích lược nội dung thì các bạn sẽ ghi là tên người lao động, ví dụ là Cao Thị Lam nghỉ việc hoặc là báo giảm. Sang phần đính kèm, khi chúng ta muốn đính kèm quyết định thôi việc thì chúng ta tải quyết định bằng file PDF lên. Sau khi điền đầy đủ các thông tin tại các mẫu biểu này rồi thì chúng ta nhấn ký và gửi bảo hiểm xã hội. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách báo giảm lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử. Chúc các bạn thành công!